Thầy trò chúng ta làm cái câu số 9. Câu này trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Thái Bình định 2023-2024. Đốt cháy hoàn toàn A gam hydrocarbon X là chất lỏng ở điều kiện thường. Phân tử khối của X nhỏ hơn 100. Rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng nước vôi trong. Thì thu được 25 gam tủa còn lại dung dịch Y. Khối lượng dung dịch giảm 9,1 gam so với nước vôi trong ban đầu. Thêm nào hắt vào dung dịch Y thu được cái tủa. Để đường cái tủa lớn nhất thì cần tối thiểu NaOH 0,1 m. Điều cần chúng ta là mật khác cho 11,7 gam X tác dụng 3GNO3 tạo ra cái tủa. Điều cần chúng ta là tính A và tìm công thức cấu tạo của X. Thì bài này nó là một cái tình huống khá là quen thuộc. Rồi bạn nào có ý tưởng, đầu tiên chúng ta làm những thứ cơ bản nhất cho thầy đi. Em tính cho thầy mol NaOH bao nhiêu? Tính mol NaOH thêm ạ. Là 0,025 mol. Rồi thế bạn thì bài này chúng ta làm như thế nào? Người ta cho chúng ta là hydrocarbon rồi ha. Thì xử lý như thế nào em ơi? Hydrocarbon này chúng ta đặt công thức nó là gì? Bằng nào nào? Muốn tìm công thức của hợp chất hữu cơ thì chúng ta cần tính được mol CO2 và mol nước. Khi có CO2 và nước thì mọi thứ sẽ đơn giản. Làm như thế nào đây? Tính tủa rồi Tính nửa mol tủa. xi không từ cái khối lượng của em tính được n m n hai o rồi cái n NaOH lớn nhất thì thuộc tìm được CO2 rồi lấy x chia y à xét thêm trường hợp bên dưới. Xét trường hợp dưới để tìm công thức cấu tạo ha. Em nói bị một sai một chỗ, biết sai chỗ nào không? Biết sai chỗ nào không Đăng ơi? Có nghĩa là cái đoạn dưới là mình tính được cái gì? Cái CaH2O3 tất cả hai lần đúng không em? Em có thể ghi phương trình ra này, sơ đồ này. Mình của mình là CHI cộng oxy thu được CO2 cộng H2O. Rồi. Người ta cho sản phẩm của chúng ta là đi qua dung dịch nước vôi trong mà không có dư nha, thu được tủa. Thu được tủa là CaCO3. Thằng này là 25 gram. Em tính mol thì thằng này là 0,25 mol. Cộng dung dịch Y mà để dung dịch Y chúng ta có tủa với NaOH thì Y chúng ta không thể chứa CaOH lần dư được mà nó phải chứa muối axit. Rồi, sau đó cái lượng CaH2O3 này chúng ta đi tác dụng với NaOH. Thì cái H này với OH này để tạo ra nước này. Ca với CO3 tủa này. Nước này. Còn lại là NaHCO3. Đây là lượng tối thiểu. Còn nếu nó tối đa thì nó sẽ tác dụng với theo tỷ lệ mol là 1:2. Đây là cái điều mà mình cần lưu ý. Cái này nó cũng dễ thôi, không có gì hết. Trong phần lý thuyết thầy nói cũng kỹ rồi. Được chưa? Tiếp được cho em ơi. Như vậy mol NaOH có chưa? Mol NaOH chúng ta có là 0,025. Thì mol này là 0,025. Đem đi bảo toàn C để em tính ra mol CO2. 0,025.
0,25 cộng cho 0,025 nhân 2. Em tính cho thầy bao nhiêu? 38 điểm rồi. Câu phẩy ba. Như vậy dựa vào cái lượng giảm này chúng ta sẽ tính được nước M dung dịch giảm. Bên vậy các bạn đợi theo lý thuyết nó sẽ bằng gì? Nó bằng khối lượng của cái tủa trừ đi tổng khối lượng CO2 cộng cho khối lượng H2O. M dung dịch giảm ở đây là 9,1. Tủa tủa chúng ta là 25 trừ đi 44 CO2 là 0,3 cộng 18 nhân mol H2O. Em tính cho thầy mol nước bằng bao nhiêu? Tất cả của thứ mà cái dạy của thầy đều là random cả, thầy không lấy mấy chủ đích trước mà ngẫu nhiên. Bao nhiêu em ơi? Không phải 15. Không phải 15. Tới đây mà làm như thế nào ta? Tới đây rồi chúng ta làm như thế nào? Các bạn kêu chỗ này không đã? Bài bài này nó có thể có rất là nhiều nghiệm em nha. Và chúng ta còn phụ thuộc đằng sau nữa. Rồi, các bạn có hiểu vấn đề không đã? Rồi, làm thế nào đây em? Ở đây chúng ta tìm công thức nguyên là tìm cho n nhảy thôi chứ nữa. Vì nó cho n bé hơn 100 mà, nhớ 100 gram nemon mà. Hiểu không Dương ơi? Dạ có ạ. Sao tao hỏi mà không đứa nào trả lời hết ta? Chắc phải cho các bạn tập kỹ một thời gian đến khi chúng ta thi chuyên xong quay trở lại được không? Chứ học không hỏi trả lời gì hết thôi chứ. Sao mà biết trả lời được? Chúng ta tìm thông qua tỷ lệ XG NC với NH 03 chia 03 cho nó ra là 11. Sẽ ra công thức nguyên. CH tất cả N. Cái kiến gì không đã? Rồi, chúng ta tìm N thôi. N chúng ta là bé hơn 100 này. Chúng ta có M lớn bé hơn 100 thì tìm thôi. Bạn tính cho thầy n bằng bao nhiêu? 100 chia 13 bằng nhiêu ạ? Bảy phẩy bảy. 7,7. Thì nó nhiều nghiệm lắm, hiểu không? Bây giờ yêu cầu chúng ta là gì đây? Tìm A và công thức cấu tạo của X. Như vậy bài này có rất nhiều trường hợp. Điều quan trọng là chúng ta sẽ xét này. Đó, bây giờ đoạn sau tác dụng AG-N3 trong môi trường NH3 để tạo ra cái tổ này. Đó thì chúng ta làm như thế nào đây? Ở đây bạn tìm được khối lượng hydrocarbon hay không? Thì bạn hiểu thế này, đoạn sau chúng ta thì tìm được góc R, bạn hiểu không? Cái bài toán này học rồi nè. Cái chất mà tác dụng AgNO3 trong môi trường NH3 có mấy trường hợp? Tôi dạy các bạn trong phần lý thuyết rồi. Nguyên có mấy trường hợp Nguyên ơi? Nguyên có mấy trường hợp Nguyên? Dạ em nghĩ chắc là dạ chắc có em nghĩ chắc hai. Hai trường hợp, nói hai trường hợp luôn thì nó rõ cho thầy là biết luôn đi. Dạ là em nghĩ chắc là nó bé hơn 7,7 và
nó do là NC bằng NH nên là ở chúng ta x c x h x thì c n h n thì có thể là n sẽ là có thể số chẵn nên suy ra là mà khối lượng mà nó cho khối lượng mol của nó là 100 gam trên mol là em sẽ có được là 13 x sẽ bé hơn 100 nên suy ra là 4 cái là 7 7,7 sẽ lớn hơn x và x thì có lẽ sẽ lớn hoặc là lớn hơn 1/4. Cái gì vậy ta? Nó hỏi không hiểu gì hết. Bài nào cho thầy biết nào? Bài này làm như thế nào? Bây giờ chúng ta tính được mol của x trong 11,7 gam hay không? Đây mình sẽ ra mol x này trong 11,7 gam. Bạn nào sẽ lấy cho thầy cái bài toán này đây. Nghĩa, hai trường hợp đó là hai trường hợp nào Nghĩa ơi? Mol của nó chưa có luôn em ơi, chưa có luôn. Hay mol chưa có, chưa được em ạ. À, chưa tính được chỗ này. N bé 7,7 mà n những giá trị chẵn thì chúng ta xét đi, n thế bằng bao nhiêu? Bằng 2, bằng 4 và bằng 6 hết, đúng không em ơi? Và theo thầy thì muốn làm thì chúng ta xét từng trường hợp một đi thì nó sẽ rõ hơn rất là nhiều. Thì đấy rồi Thôi đi mà cho tức lọc trên cái gì em nói đây. trên dạ ít Từ là từ từ chất từ lỏng mình như coi đã, này coi đây, coi đây. Nó là chất lỏng ở điều kiện thường, phân từ khối nhỏ 100, quên chỉ đọc cái đề đoạn này đúng không? Nó là chất lỏng thì mình loại đi trường hợp nào em ơi? loại 24. 24. Như vậy suy ra công thức của hắn bây giờ là C6H6. Rồi chúng ta tính mol C6H6 đi em ơi. Lấy 11,7 chúng ta chia cho m lớn hắn, tính đi bao nhiêu mol? 78. Không phải 15 mol. Để làm đây em ơi. Bài này xét mấy trường hợp? Được chưa? Ở chúng ta loại 24 vì nó là gì? Chất lỏng. 24 là chất khí rồi. Cái bài này dạy cho ta. Nghĩa xét mấy trường hợp Nghĩa ơi? Nghĩa mấy đứa học bây giờ không trả lời được bài học cái gì kia bay, không có thử nghĩ luôn đi, khoa học nữa thiệt luôn á, tao nói thiệt luôn á, thầy bật rồi đó, tao dạy hết rồi, bây giờ tao hỏi có bao nhiêu trường hợp mà không trả lời được thì nghĩ luôn đi, hỏi học nữa, thầy khẳng định bạn luôn đó. Mấy trường hợp nghe? Học học giờ tới giây phút này không biết, trời ơi học lạ kỳ bay. Đăng mấy trường hợp đăng ơi, Phải tính tuổi trước xong rồi so sánh tính tỷ lệ bên kia mới tìm được thằng biết tuổi số như thế liên nào, kết biết tuổi nào mà tìm nó cho mà đấy. tuổi đâu, biết tuổi nào mà tìm mà đi tới dạy rồi, có mấy tình huống mới mà vậy rồi phải chơi dài đâu. Mấy trường hợp của học cái này học rồi mà vẫn vẫn thế liên kết ba đầu mạch thì có mấy trường hợp mới đó, có mấy trường hợp học không dễ gì hết ta, thế thì thế mà chắc cái chỗ nào ta, nguyên mấy trường hợp, nguyên không đứa nào biết hết, chán
Khả mấy trường hợp khả? Ôi chà, chạy cái gì? Không đứa nào biết hết. Chắc viết công thức cấu tạo ra trước. Không bao giờ. Chúng ta phải tìm cái được cái là có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là có một liên kết ba đầu mạch đây này. Có dạng CH nối 3C này. Bên này là gì? Bên này góc này là C4H mấy? H5. Cộng AG nối 3 trong mỗi đường NH3. Chúng ta ghi dạng thay thế là AG2O. Được chưa? Để chúng ta tạo thành CAG nối 3 C C4H5 cộng cho AG đâu cộng cho H2O. Rồi bây giờ chúng ta có mol thằng này 0,15. Em chịu ở bên kia là 0,075. Em tính cái m tủa là do đây là tủa mà tủa màu vàng này. Em tính m tủa nếu cái khối lượng tủa chúng ta đúng bằng cái giá trị đề bài yêu cầu là 43,8 thì chúng ta nhận trường hợp này, còn nếu không thì chúng ta xét trường hợp 2. Tính cho thầy m tủa bằng bao nhiêu? Bao nhiêu em ơi? Mười 13,95. 13,95 gram thì trường hợp này chúng ta loại bởi vì nó không khớp. Khi mình tìm được cái thằng này nó thỏa mãn thì chúng ta mới vẽ công thức cấu tạo ra trường hợp 2. Nó có hai liên kết ba đầu mạch. Thì trong này nó còn lại là C mấy? C2H4 đúng không em? Đó làm trực tiếp luôn khi tìm công thức phân tử rồi. Còn nếu mà cái bài toán này á mà nó không cho, hiểu không? Nó không cho cái đoạn này. Thì chúng ta xét cho thầy là hai trường hợp thôi. Trường hợp thứ nhất nó là CH nối 3 C R. Trường hợp thứ hai là CH nối 3 C R C nối 3 CH thế thôi. Ở đây em đi tác dụng với AG2O. Các bạn hiểu chưa? Có liên kết ba đầu mạch xét hai trường hợp nè. Dưới vút này mà còn sai nữa thôi á. Khi thầy hỏi thì lấy quyển vở lý thuyết ra mà tra. Được chưa? Ngay cả thầy còn có một quyển vở lý thuyết để tra mà không chỉ là các bạn. Các bạn học mà tôi hỏi cái mấy trường hợp không trả lời được thì chết rồi. 0.15 thằng 0.15 này bạn tính cho thầy m lớn bằng bao nhiêu? Khối lượng bao nhiêu? Tự tính nha. Bốn ba phẩy tám, được chưa? Như vậy khớp cho em ạ. Khớp rồi này, xong rồi này, từ đây chúng ta sẽ có được là gì? Chỉ với thằng trường hợp này là nhận, được chưa? Cái yêu cầu chúng ta làm gì đây? Yêu cầu chúng ta là tính A thì hồi nãy đó mình đã tính rồi. A chúng ta là khối lượng hydrocarbon. A đây. Chúng ta cần tính tìm công thức cấu tạo nữa thôi. Thành này thỏa mãn rồi. C24 có bao nhiêu công thức em ơi? Chạy rồi. C24 hai càng có bao nhiêu công thức? Hai Hai là gì? xe hai xe hai với CH bạn Thằng nào là thằng nhánh? CH bạn Mình hỏi nhiều lắm em ạ, chứ không phải là mình làm cho bạn xong đâu, mình còn vặn vẹo các bạn các kiểu nữa. Đi thi mà chúng ta còn làm chưa xong nữa thôi á. Giây phút này trở đi, nếu còn gặp bài tương tự như thế này mà không làm được thì thôi. Coi như em không phải học trò thầy Trương nha. Thầy bật đó. Các bạn lưu ý nha, thầy nói cho bạn nghe kỹ. Cái đề thi á, đề thi nó không có khó đâu. Điều quan trọng là chúng ta có biết lý thuyết hay không, mà lý thuyết nằm đâu. Cái này tôi dạy hết rồi mà. Cái câu này thì khẳng định các bạn thầy có dạy và thầy nói rất là rõ luôn.
C6H6 được chưa? Nếu về anh Kinh thì người ta chỉ ra đề là hai anh Kinh có hai liên kết ba đầu mạch thế thôi. Dễ hết rồi, nói kỹ luôn rồi mà. Giờ trả lời không xong. Rất tệ. Hết câu này. Rồi, Lê muốn hỏi gì không Lê ơi? Dạ không. Trọng ơi. Trọng có hỏi gì không Trọng ơi? Rồi. Theo thầy đánh giá câu này câu hỏi dễ mà câu này thuộc cái chứng thực của thầy rồi, hiểu không? Chứ phải chơi dạy đâu. Nếu nghe rõ, nếu ở đây người ta cho chúng ta mà thầy nói lại nha, nếu người ta không cho chúng ta thằng này thì chúng ta xét như thế nào? Bây giờ người ta không cho là nó là chất lỏng điều kiện thường và phân tử khối nhỏ hơn 100. Thì nếu gì cho là không không cho chất lỏng đi thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta xét cho thầy hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trường hợp một này. Nếu không cho nha, biến tướng bài toán này. Đó là có một liên kết ba đầu mạch. CH nối 3C R cộng AG2O. Để tạo thành CAG nối 3C R cộng H2O. Bây giờ mol này với mol này chúng ta tính được. Hoặc là chúng ta có khối lượng hai thằng này rồi. Khối lượng hai thằng này bao nhiêu em ơi? 11,7 và 43,8. Chứ không phải làm xong là xong em ơi. Ok, em thấy hai thằng này bằng nhau, em cho nó bằng nhau luôn đi. 10 tính cho thầy bao nhiêu đã? 13 12 là 25 đúng không em? 25 R. Dưới này một ba hai cộng r từ đây bạn suy cho thầy r bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu 14 hả em? Thì trường hợp này chúng ta loại vì r là nó là góc khối trị một thì nó phải lẻ, không phải lúc nào đề cho cũng suôn sẻ đâu. Đây này cho để chúng ta kháng, là chúng ta loại ngay luôn á, còn gặp thầy là thầy sẽ bỏ trong hoặc đó đi, thì khi đó bạn cần phải tỉnh táo hơn. Còn trong trường hợp cho mình tìm được công thức phân tử rồi em, C6H6 rồi thì chúng ta làm cái này không hợp lý. Rồi, khối lượng này là 11,7 gam. Khối lượng này là 43,8 gam. Em tính cho thầy đây. Nó có phải bằng 28 không? Dạ vâng thầy ạ. R bằng 28 thì sẽ ra nó là C2H4. Đây, CH3 nối 3C. C2H4. C nối 3CH. Các bạn hiểu thầy nói gì không? Và kết quả chúng ta vẫn làm tương tự nếu mà chúng ta không làm như thế này, hiểu chưa? Đó. Cái kiến gì không? Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Nghe hiểu. Thế thầy thì cái đoạn bài toán này hay nhất là bỏ luôn cái kia đi. Bỏ trong ngoặc đây thì bài toán này nó hay hơn nhiều. Tự dưng cái chó này làm gì? Chỗ này đi thì mất cái đi đồ thông minh của học sinh. Gặp thầy ra đề thầy bỏ luôn. Đem này. Bỏ luôn, nó là chất lỏng ở điều kiện thường đi. Cho đi lộ liễu quá. Không may. Vậy thôi. À, với những gì mà thầy đã sửa là thầy làm trong câu hỏi này và thầy mở rộng cho bạn bằng cái tình huống người ta lắp đi. Các bạn đã hiểu kỹ, hiểu rõ có phản ứng trắc mặt trong bài toán này chưa? Nghĩa hiểu chứ Nghĩa ơi. Các bạn bây giờ nha, hôm sau các bạn nộp cho thầy tất cả các lý thuyết mà từ trước tới giờ bạn chép. Bữa trước tôi cho bạn rất là nhiều lý thuyết.
Không biết là mình chép được những chữ nào, mình để đi đâu. Bây giờ chúng mình cho thầy Trương thấy đây. Chứ cái này mà thầy hỏi các bạn, bạn trả lời không được là chết rồi. Các bạn cần xem lại không? Thôi các bạn, bạn cần xem lại lý thuyết phần này không? Để thầy gửi lại cho bạn xem lại. Dạ em cần thầy. Rồi, ok. Có kiến gì nữa không ạ? Như vậy hôm sau thì chúng ta sẽ làm đề thi vào lớp 10 chuyên hóa của Bình Định. Được chưa? Cái đề này thì đã gửi file đề trên nhóm rồi, các bạn tải về giúp thầy. Và những cái gì mà nó không có thì mình sẽ đăng lên. Đó là có video thì mình sẽ đăng lên kết hợp với cái đề nha. Còn bây giờ thì xin phép nghỉ.